Câu chuyện làm giá bất động sản thực sự là một trong những câu chuyện khá là thú vị mà ai cũng muốn được nghe qua một lần và biết được cái phương pháp, cái cách thức những cái đội, những cái nhóm làm giá để thổi giá khu bất động sản ở một vài khu vực nhằm đầu cơ, trục lợi và kiếm được cái lợi ích trong ngắn hạn. Thì video ngày hôm nay sẽ làm rõ với anh chị và các bạn về các cái phương pháp mà các cái đội đầu cơ đã và đang làm trong thời gian vừa qua. Để có thể mua được thấp, bán được cao và thu được cái lợi nhuận siêu khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn thì không chỉ bằng cái câu chuyện là phân tích thị trường hay là bằng việc là dự đoán cái xu hướng rồi sau đó thì xuống tiền mua rồi chờ tăng giá, mà ở đây một số cái nhóm đầu cơ, một số cái nhóm mà tạo lập thị trường, họ sẽ là người chủ động tạo ra xu hướng, họ sẽ là người có cái những cái biện pháp để làm cho giá bất động sản tăng lên theo một cái cách là chủ động. Nếu nói rằng các cái nhóm đầu cơ bất động sản này là một nhóm tội phạm có tổ chức, quả là không sai, là bởi vì họ có tính toán, có tổ chức và có cái quá trình triển khai thực hành rất là bài bản, kể cả về con người, kể cả về đồng vốn và kể cả về phương pháp và cách thức thực hiện. Họ thực sự là những người rất chuyên nghiệp trong cái việc tạo ra xu hướng thị trường, trong cái việc làm chủ cái cuộc chơi. Và chính vì điều đó, họ không phải là người dự báo xu hướng thị trường, mà họ chính là những người đã và đang tạo ra những cái cuộc chơi nhỏ tại những cái vùng đất, đặc biệt là những vùng đất mới, vùng đất ở xa trung tâm và những cái tỉnh thành nhỏ lẻ trong cả nước và trong thời gian vừa qua. Đầu tiên thì những người có vốn, không muốn nói là có rất nhiều vốn, sẽ tìm cách móc nối với nhau. Họ sử dụng những cái kênh truyền thông hoặc là những cái kênh internet hiện nay khá là phổ biến để tìm kiếm những người có cái số vốn tương đồng, có cái tính chất, có cái cách nghĩ, cách làm như họ, thì họ tập hợp lại thành một nhóm. Sau đó thì họ sẽ định lượng lại cái số vốn của mình, hay nói cách khác là họ hùn vốn chung thành một khoản vốn lớn, rồi sau đó ngồi lại với nhau để bàn cách tổ chức thực hiện câu chuyện kéo giá. Có tiền nhưng không biết cách thì tiền cũng thành vô dụng. Không có tiền mà biết cách cũng thành vô dụng nốt. Lý do là bởi vì không thể tăng giá của bất động sản, đặc biệt là một vùng đất, bằng một số tiền nhỏ được. Do đó thì cái bước đầu tiên khi tập hợp được một nhóm lớn có số vốn lớn rồi, bước thứ hai họ sẽ ngồi lại với nhau để bàn cái phương pháp, cách thức tổ chức. Điều đầu tiên họ cần trước khi thổi giá một cái vùng đất đó chính là thu gom và tích trữ cái lượng bất động sản họ cần để sau này tiện cho cái câu chuyện có thể bán ra khi mà giá đã tăng rất nhiều. Sau khi đã tập hợp được những cái nhóm lớn có số tiền lớn, đã bàn cách để thực hiện và đã mua gom được một lượng lớn bất động sản tại một cái khu vực cụ thể nào đó, thì những người trong cái nhóm này là sẽ ngồi lại với nhau lần thứ hai để thống kê lại cụ thể xem là tổng lượng tiền của họ góp vào đó đã mua được khoảng bao nhiêu và tỷ lệ của mỗi người sở hữu bao nhiêu, và đôi khi họ còn làm rõ với nhau là sở hữu ở những khu vực nào, ai trong số những người trong nhóm sẽ sở hữu cái chỗ nào, chia chác rất là cụ thể cái tổng cái kho hàng mà họ đã mua gom được. Đó chính là bước thứ ba mà họ sẽ làm. Sau 3 bước đầu tiên thì phần lớn các cái nhà đầu tư bất động sản thông thường sẽ làm theo cái cách đó là ngồi đợi chờ để thời gian nó sẽ trả lời cái việc là dự báo về xu hướng bất động sản nơi họ vừa gom đất sẽ tăng giá theo những gì họ mong muốn.
Tuy vậy, đối với những cái nhóm đầu cơ thì việc chờ đợi với thời gian với họ là không cho phép. Do đó thì bước thứ tư, đây là một trong những cái bước khởi đầu cho cái chu trình gọi là thổi giá bất động sản bắt đầu. Trong tổng cái số vốn mà một nhóm bất động sản góp, thông thường nó nằm từ 400 tới 500 tỷ đồng. Họ chỉ bỏ ra đâu đó khoảng 2/3, thậm chí là 1/2 tổng cái tiền vốn góp để thu gom một cái lượng lớn lên tới vài chục hecta đất ở một khu vực nào đó. Còn lại phân nửa số tiền họ sẽ sử dụng cho cái câu chuyện gọi là thổi và kéo giá cả một vùng đất, cả một khu vực tăng giá. Và đây là cái bước tiếp theo sử dụng tới rất nhiều những con người trong nhóm, thậm chí được thuê thêm rất nhiều những chuyên gia bất động sản để viết bài, đăng bài trên các cơ quan truyền thông về việc là dư địa cũng như là cái tiềm năng của cái vùng đất đó trên các cái trang báo chính thống. Rồi họ sẽ thuê những cái nhóm, đặc biệt là những nhóm bất động sản đang kinh doanh tại địa phương để tham gia vào cái trò chơi thổi giá của mình. Các tay chơi này quả tình là rất chuyên nghiệp. Họ không amateur một chút nào, bởi vì họ thực sự là những tinh anh. Họ có tiền, họ có nhóm mà có tổ chức và họ có người để thực hành. Họ sẽ thay nhau đến cái khu vực, cái vùng đất này để hỏi bất kỳ một miếng đất nào của dân tại địa phương. Sau đó thì họ sẽ kê mức giá lên. Mỗi ngày tới hỏi thì họ sẽ kê thêm một chút giá. Tuy vậy, chỉ hỏi và kê giá không là chưa đủ. Họ sẽ truyền cành nhau, tức là sẽ mua từ 3 tới 5 miếng đất tại khu vực. Đôi khi có thể sẽ là nhiều hơn, tới vài chục miếng với cái diện tích nhỏ từ 50, 100, 200, 300 mét tại khu vực, và truyền tay nhau sang tên đổi chủ qua cái phòng công chứng của địa phương cũng như là qua những cái đơn vị gọi là thực hiện môi giới bất động sản tại địa phương để tạo ra những cái cơn sốt bắt đầu lăn trong cái khu vực. Và sẽ từ đây thì những người môi giới địa phương cũng như dân địa phương sẽ dí tai nhau về cái việc là đất đai tại khu vực tăng giá rất là mạnh. Từ đó thì sẽ khiến cho một cái dòng chảy vốn, cuốn hút những cái dòng chảy vốn từ những nơi khác sẽ có khuynh hướng là hướng mũi về cái khu vực mà họ đang tạo dựng. Nhưng những người mới thì gọi là thân cô thế cô, hoặc là những người sử dụng những cái thông tin thông thường được phân tích trên các cái trang web, hoặc cũng như là sử dụng những cái việc hiểu biết mà kinh doanh bất động sản thông thường để đưa ra nhận định và phân tích. Tuy vậy thì đôi khi có những khu vực, những vùng đất thực sự nó có tiềm năng thực, và thông thường thì những cái nhóm thổi giá này họ cũng đã có những cái chuyên gia đánh giá về cái tiềm năng thực của vùng đất. Chỉ khác nhau đó là họ cho thêm xúc tác để gọi là đẩy nhanh cái tốc độ tăng giá của cái vùng đất này lên gấp nhiều lần, thay vì có thể sẽ phải mất 3 đến 5 năm giá đất mới có thể tăng được bằng cái giá họ kỳ vọng, thì chỉ mất từ 3 tới 5 tháng họ sử dụng các cái giải pháp, tức là thay nhau vào hỏi đất để đẩy thổi giá lên ở một cái miếng đất cụ thể nào đó, hoặc là thay nhau mua đi bán lại một nhóm các cái miếng đất nào đó tại khu vực, thì nhanh chóng trong một khoảng thời gian cực cực ngắn, tức là trong vòng khoảng 3 tới 5 tháng thôi, thì số lượng gọi là sang tên tại phòng công chứng cũng như là tại các cái phòng bất động sản tại địa phương thì đã xác nhận số lượng giao dịch tăng lên đột biến, và giá thành của bất động sản cũng tăng lên. Đôi khi chỉ trong một khoảng thời gian như vậy có thể đã tăng từ 1 tới 2 lần. Việc tăng 1 tới 2 lần mà ra được cái khối lượng bất động sản lên tới vài hecta hoặc vài chục hecta là điều không thể. Do đó thì đôi khi những cái diện tích đất trước đây họ đã thu gom chỉ với cái mức giá của đất nông nghiệp
hoặc là cao hơn mức giá của đất nông nghiệp thông thường vài trăm nghìn. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn bằng các cái biện pháp kỹ thuật chi tiết hơn thì anh chị và các bạn tham gia vào trong cái lĩnh vực này thì sẽ hiểu rõ hơn. Còn chúng tôi cũng chỉ có thể giải thích sơ qua về một số cái mang tính chất tổng quát như vậy để anh chị và các bạn dễ mường tượng hơn trong cái câu chuyện họ sang tên như thế nào. Tức là người A trong đó thì họ sẽ có 24 chữ cái. Tôi lấy ví dụ là 24 người trong cái nhóm này thì họ sẽ sang tên cho nhau. Người A sang cho người B, người B sang cho người C, người C sang cho người D. Tất cả đều ra phòng công chứng để sang tên, giao tiền, ký hợp đồng mua bán. Nhưng những người này thì đến xuất hiện tại địa phương là riêng lẻ và gần như là không ai có thể biết được rằng là những người này là những người chung một nhóm với nhau và đã có những cái kế hoạch trong cái câu chuyện thực hành để tìm cách bơm thổi giá bất động sản lên mà dân địa phương sẽ dễ dàng mắc mưu trong cái câu chuyện này. Khi mà sau một khoảng thời gian từ 5 tới 6 tháng, thậm chí đôi khi để ra một khi mà có một cái lượng hàng thực sự lớn thì họ làm theo một cái quy trình nó có thể kéo dài tới hàng năm trời, và thời điểm mà khi giá của bất động sản tăng từ 2,5 tới 3 lần thì đây là thời điểm gọi là trả lại tên cho em. Tức là những cái miếng đất mà họ đã thu gom trước đó sẽ bắt đầu được bán ra cho những người thực sự là vì cái ham mê tăng giá ngắn hạn quá nhanh và kỳ vọng giá đất bất động sản ở địa phương có thể sẽ tăng nhanh hơn nữa trong một khoảng thời gian ngắn tiếp theo. Nên chính đôi khi chính những người chủ trước đây đã bán lại cho họ, bán lại cho cái nhóm làm giá này với một cái giá đất rẻ mạt thì lại chính là người đi vay ngân hàng, và thậm chí khi giá đất ở khu vực một cái địa phương cụ thể nào đó tăng giá thì ngay cả cán bộ tín dụng của địa phương cũng còn bị kéo vào cái cuộc chơi này. Lý do là họ chính là người sẽ tới và định giá đất ở với một mức giá mới để cho những người tại địa phương vay tiền, và cái câu chuyện là họ ra hàng bắt đầu từ đây. Mua được bất động sản trước đó với giá thấp, giờ thì giá rất là cao, thoát ra một cách ồ ạt sẽ dẫn đến giá bất động sản giảm quá nhanh và không đạt được cái tiêu chí lợi nhuận, cũng như là phí hoài cái công sức của xây dựng và tổ chức các cái phương pháp để kéo giá trước đó. Do đó những cái nhóm kéo giá chuyên nghiệp họ sẽ ra rất từ từ, thậm chí họ chỉ ra tới một cái mức độ để thu hồi lại cái vốn gốc, còn lại họ sẵn sàng găm lại cái phần lợi nhuận ở đó nhiều năm sau nữa họ mới bán, hoặc thậm chí chờ cho giá bất động sản theo thời gian tăng lên đúng như kỳ vọng họ mới bán sản phẩm bất động sản. Còn lại cái phần vốn ban đầu của họ đã thu về thì họ lại đi tới một cái thị trường mới để gây ra những cái cơn sóng giống như những cơn lũ quét, quét đi tiền bạc của dân địa phương cũng như những người gọi là gà trên thị trường bất động sản. Họ đã làm như vậy nhiều lần và thậm chí là đã thành công ở rất nhiều khu vực. Tất cả các thị trường bất động sản của Việt Nam trong cái giai đoạn tăng giá vừa qua thì đều có dấu chân của những đơn vị tạo lập. Cả đất bất động sản Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Phong, bất động sản Nha Trang, Cam Ranh, bất động sản Thanh Hóa, Lâm Đồng, Đà Lạt, bất động sản quận 9 hay bất kỳ một khu vực nóng sốt bất động sản nào đều có dấu chân của những nhà tạo lập được gọi là những nhóm đầu cơ bất động sản chuyên nghiệp có số vốn lên tới vài trăm tỷ hoặc cả ngàn tỷ. Trên đây là toàn bộ những cái thông tin mang tính chất sơ bộ để anh chị và các bạn có thể mường tượng được cách thức, phương pháp mà các nhóm đầu cơ bất động sản đã và đang làm, đã đưa rất nhiều người dân địa phương vào một cái vòng nợ luẩn quẩn, thậm chí là chính đất của họ lại thành ra là những món nợ sau này, thậm chí đất thì không còn nhưng nợ thì vẫn còn nguyên. Và đại diện tiêu biểu cho những cái thương vụ như vậy phải kể đến đó là đất vùng ven của thành phố Đà Nẵng.
Phải kể đến đó là đất vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh, một vài cái khu vực hiện nay với cái mức giá treo ở 45-50 triệu đồng, gần tương đương với bất động sản tại những quận trung tâm. Phải kể tới đó là bất động sản của khu vực vùng ven Cần Thơ, phải kể đến đó là bất động sản của Lâm Đồng, vùng ven của Đà Lạt. Phải kể đến đó là bất động sản vùng ven của một số các cái tỉnh thành có những cái dự án gọi là trong tương lai sẽ thực hiện. Ví dụ như đất của Nhơn Trạch, Đồng Nai, ví dụ như đất quanh sân bay Long Thành và rất nhiều những nơi mà trên cả nước có dấu chân của nhóm Tạo Lập. Thật sự mà nói thì trong bất kỳ cái lĩnh vực kinh doanh nào thì cũng đều có những cái nhóm Tạo Lập, cũng có những cái nhóm để tạo nên những cơn sốt bất động sản và là gọi là những mồi ban đầu để cho thị trường tăng trưởng tích cực. Nhưng làm lái bất động sản theo một cái quy mô lớn thì phải nói rằng nó không còn chỉ là cái động lực, là cái chất xúc tác ban đầu để tạo nên một cái xu hướng tích cực cho nền kinh tế, cho bất động sản. Ở đây nó thực sự đã đậm một cái chất mang tính tức là đầu cơ, thổi giá, trục lợi bất chính trong lĩnh vực bất động sản nói riêng và các lĩnh vực đầu tư nói chung. Chúng tôi chia sẻ điều này dựa trên những cái phân tích, những cái hiểu biết của chúng tôi trong cái việc quá trình làm kinh doanh và thực hành mua bán bất động sản, đã từng được nghe chia sẻ, đã từng tiếp xúc với những cái đội nhóm có tính chất như vậy, cũng như là sử dụng những cái kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đầu tư chứng khoán, cách thức vận hành kéo giá trong thị trường chứng khoán cũng hoàn toàn tương tự. Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm tư vấn thì hãy liên hệ đăng ký được tư vấn với Thắng ơi, nhóm Thắng ơi tại cái mail câu lạc bộ tự doanh chứng khoán a@gmail.com. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Thân ái, hẹn gặp lại.